Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi và giáo sư Nguyễn Dũng sẽ đề cập đến một đề tài là mang cái chữ tiếng Mỹ là etiquette. Nó không phải là đề tài chính trị, thời sự mà làm đề tài nó về phép lịch sự trong đời sống của chúng ta, phép tắc để giao tiếp và sinh hoạt trong đời sống. Chúng thấy trong dạo gần đây, báo chí thế giới nói nhiều về etiquette, phép lịch sự trong đời sống của chúng ta. Trong số báo đặc biệt vào tuần trước, nhật báo Kali Today và hệ thống truyền thông Kali Today đã gửi đến quý vị một cái bản tin liên quan đến cái sự phép giao tế, phép tắc, thuật sự thế đối với người Trung Quốc trong lúc mà đi du lịch tại ngoại quốc và trong lúc đi trên các hãng hàng không của Trung Quốc trên thế giới. Có nhiều người Trung Quốc đi tới du lịch ở nước này nước nọ đó, họ lấy cái ấm trong cái ấm nấu trà trong cái phòng khách sạn và họ dùng làm cái nồi nấu để nấu mì gói, khiến cho khách sạn rất là nhức đầu. Họ khạc nhổ tứ lung tung, họ ra cái bồn, cái đài phun nước ở một tòa lâu đài như vậy, họ gọi họ ngâm chân. Tất cả những việc đó khiến cho thế giới rất bực mình về cái etiquette là phép lịch sự, phép xã giao, phép giao tế và phép sống văn minh của người Trung Quốc. Đến cái độ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhà nước Trung Quốc phải coi đây là vấn nạn quốc gia, là hình ảnh quốc gia, và họ muốn đem cái chuyện này nêu trên mặt báo để cho người dân Trung Quốc rút kinh nghiệm. Rồi đi lên máy bay, họ đi không đúng giờ, họ lên nó họ có thể mở cửa thoát hiểm, exit, emergency exit, bất cứ lúc nào mà họ muốn. Cái sự sinh hoạt rất là thiếu văn hóa, thiếu phép tắc như vậy khiến cho thế giới chúng ta, thưa quý vị, trở thành một vấn đề nhức đầu. Trong cái câu chuyện trong tuần này, chúng tôi mời quý vị đến cùng chúng tôi và giáo sư Nguyễn Dũng về một đề tài tại Luân Đôn. Câu chuyện nó chuyện rất là nhỏ, thưa quý vị, mà nó xếp vào loại etiquette là phép giao tế, thuật giao tế, đến cái độ mà quý vị có thể tưởng tượng quý vị vô Google đánh cái tên chữ này ra là no show fee, là tiền phạt khi không đến dự buổi tiệc. Thì quý vị có thể tưởng tượng rằng cái câu chuyện này nó khiến cho tất cả các tờ báo nổi tiếng trên thế giới, những chương trình truyền hình nổi tiếng thế giới đều đề cập. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy Time Magazine, chúng ta có thể thấy BBC, chúng ta có thể thấy CNN, NBC và hàng những tờ báo như là The Guardian, v.v. đều đề cập đến cái câu chuyện etiquette này. Vậy thì cái chuyện nhỏ mà thế giới là bàn tán ồn ào trong suốt mấy ngày vừa qua là chuyện gì, thưa quý vị? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện sau đây và sau đó là phần luận bàn của hai anh em chúng tôi cùng với giáo sư Nguyễn Văn Dũng và chúng tôi là Nguyễn Sơn Nam. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi bắt đầu vào câu chuyện. Chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị người cùng nói chuyện với chúng tôi hôm nay là giáo sư Nguyễn Hồng Dũng như thường lệ. Xin kính chào giáo sư. Dạ vâng, kính chào anh Nguyễn Xuân Nam. Kính chào quý khán thính giả của truyền hình Kali Today. Như anh Nguyễn Xuân Nam vừa thưa với quý vị, câu chuyện rất nhỏ, nhưng nó nhỏ mà nó rất là lớn, bởi vì cái nhỏ đó nó đã tạo nên muôn hình vạn trạng trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy mà anh em chúng tôi muốn dùng cái đề tài này như là một cái câu chuyện Talk for Food để cống hiến với quý vị, và đồng thời chúng tôi hy vọng quý vị cũng cùng với chúng tôi chia sẻ cái câu chuyện mà anh Nguyễn Xuân Nam sắp kể cho quý vị nghe. Giáo sư Dũng có lại bị nói tiếng lái, thưa quý vị, tiếng Anh mà giáo sư Dũng nói tiếng lái nữa, food for thought, và giáo sư Dũng đổi ngược là thought for food. Thưa quý vị, có câu chuyện như thế này. Đây là một chuyện thật 100%, mà tất cả các đài truyền hình lớn, báo chí lớn, website lớn trên thế giới đều đề cập trong mấy ngày vừa qua. Và ngay cả cộng đồng Việt chúng ta tại Bắc California, chúng tôi có dịp trao đổi, thì nhiều người cũng biết câu chuyện này và quan tâm bàn tán câu chuyện này. Vậy chuyện gì, thưa quý vị? Nó câu chuyện rất đơn giản, nó có cậu bé tên là Derek Nash và có cậu bé tên là Alex Nash, con của ông Derek Nash. Cậu bé Alex này, chúng ta nói bà chị Nash bỏ đi, chúng ta nói là Alex, nói về cái tên thôi, cái first name, chứ không nói cái họ là Nash. Cậu bé tên Alex này, cậu có một người bạn thân, người Mỹ được gọi là buddy, là người bạn thân, bạn thì tới sinh nhật 5 tuổi. Thì
gia đình cậu bé đó. Là mẹ cậu bé mà có sinh nhật 5 tuổi tên là Julie Lawrence mới gửi mời những người bạn thân của con mình đến dự một buổi tiệc sinh nhật. Buổi tiệc sinh nhật có được tổ chức tại đâu thưa quý vị? Được tổ chức trong một cái ski center. Ở ski center là một chỗ trượt băng. Tổ chức cái sinh nhật cho con trong chỗ trượt băng, và bà gửi thư mời cho con, những bạn thân của con cái của mình 5 tuổi trong lớp học. Thì khi mà cậu bé Alex mang cái thư mời của bạn mình về nhà thì bố và mẹ đồng ý là sẽ cho con đi dự cái buổi tiệc sinh nhật đó ở tại một cái trung tâm mà trực ban trực tuyến. Thế thì đó, tới cái ngày mà đi trực ban á thì bố mẹ của cậu ta không đưa cậu ta đến tham dự cái buổi tiệc sinh nhật đó. Cái chuyện mà không dự tiệc sinh nhật là chuyện bình thường, nhưng mà mấy ngày hôm sau khi đó con đi học thì mang cái cặp về nhà, thì trong cái cặp tác đi, cái ba lô đi học về nhà đó, trong túi đi học đó thì có một cái phong bì, và trong cái phong bì đó có một cái invoice, là cái hóa đơn. Invoice nó có số hẳn hoi, nó như là một invoice thương mại vậy. Và trên cái invoice đó nó cái chữ là quantity, đó là số lượng là 1, và details đó là no show fee, là cái tiền phạt vì không đến dự. Cái giá tiền đó là unit price, là hẳn hoi là unit price đó, là 25 mỹ kim, 24 mỹ kim, là nó là 15.95 pounds tiền bảng Anh đó, thì khoảng 24 mỹ kim thì cái tiền Mỹ. Thì khi mà ông đứa bé nó đi học, nó mang cái cặp về nhà có cái hóa đơn như vậy, thì bố mẹ của cậu bé thấy hơi ngạc nhiên. Và sau đó thì còn nhận được cái lời đe dọa là nếu mà không trả 25 đồng này, 24 đồng này đó, 24 mỹ kim này đó, là 15.95 bảng Anh đó, thì có thể bà Julie Lawrence sẽ đem kiện ba của đứa bé không dự đó ra cái tòa Small Claim Court, tờ tòa xử để đòi những tiền nhỏ, để kiện, để đòi tiền. Thì ngay cái việc này nó xảy ra thì báo chí thế giới ồn ào. Họ ồn ào đó bởi ở đây đó, họ bàn một cái chữ rất là quan trọng. Nếu mà không đi tham dự mà bị kiện như vậy đó thì có đúng không? Ở đây nó chìm ba vế. Vế thứ nhất đó, là anh nhận lời, anh hứa đi dự ở một buổi tiệc. Buổi tiệc đó ở một nơi người ta phải tốn tiền để dành chỗ cho anh, đặt đồ ăn cho anh, lo đồ chơi cho anh. Rồi anh không tới đến thì nhà hàng nó vẫn chỗ tính tiền, cái trung tâm nó vẫn tính tiền, thì ai chịu cái tiền thiệt hại này? Nó sẽ gây thiệt hại là chắc. Thiệt hại về tâm lý, thiệt hại về ngân sách, thiệt hại về tiền bạc, thiệt hại về sự chờ đợi, mà cái niềm vui của cái buổi tiệc nó bị giảm đi. Nó có nhiều thiệt hại lắm. Nhưng mà ai chịu cái thiệt hại này? Là chủ nhân chịu, chủ nhân bữa tiệc chịu, hay là người khách chịu? Mà nếu thông thường xưa nay người chủ nhân chịu thì không có vấn đề gì, mà nó có vấn đề bởi vì ở đây nó đặt với người khách chịu. Mà cách đặt vấn đề đó là gửi cái invoice, gửi cái hóa đơn, bỏ trong cái bì thư, bỏ trong cặp cái nhỏ để mang về với lời đe dọa là không trả tiền tôi kiện. Thì cái câu chuyện này nó tung ra, như tôi vừa chắc giáo sư Dũng coi trên internet á, đánh vào cái chữ no show fee trên Google đó, quý vị có thể tương tự nó 46 triệu entries là những cái bài báo, những lời bàn xung quanh về câu chuyện này. Đó khi là một cái câu chuyện mà người ta âm ỉ lên đinh. Mà ở đây vấn đề chính á,
là cái thuật giao tế. Vấn đề chính là gì? Cái etiquette, đối xử nhau như thế nào mới phải phép trong trường hợp như thế này. Bây giờ tôi hỏi giáo sư Dũng, nếu hai bên đó tới gặp giáo sư và xin giáo sư phân xử đó, thì giáo sư sẽ đứng bên nào, thưa giáo sư? Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Bữa nay anh cho tôi làm chánh án thì tôi sẽ mời làm chánh án. Làm chánh án. Trong văn chương của Việt Nam, chúng ta còn nhớ cái câu thơ của Hồ Giấy: em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh dạo khắp trong sân, nhìn trên tay khóa thuốc cháy liệm dần, anh khẽ bảo gớm sao mà nhớ thế. Nhà văn Hồ Giấy đã nói một điều mà như chúng ta thấy rằng hẹn nhưng mà không đến, người xù, gọi là xù. Thì thưa quý vị, đối với người Việt Nam của chúng ta thì cái chữ tín là một trong những cái vấn đề được tôn trọng một cách hết sức là quan trọng. Nhân nghĩa lễ trí tín. Đối với người Hoa Kỳ đó, nhiều lúc chúng ta nghe những cái câu chuyện là họ bàn bạc và họ nói thỏa thuận trên cái miệng của họ, chứ họ không cần phải dùng văn chương về từ ngữ hay là giấy mực. Nhưng mà cái giá trị của cái lời hứa trong cái đất nước Hoa Kỳ này, nó có giá trị pháp lý giống như là nó có giá trị trên biên bản của giấy tờ. Về hai cái nhận định này thì trở lại với cái câu chuyện của chú bé Alex Nash bị cái người bạn kiện. Nhưng mà thật sự đó, cái câu chuyện này là chúng ta phải nói rằng chắc là cha mẹ của chú bé này hành xử, còn chắc chắn là chú bé 5 tuổi này thì chú cũng không có đủ cái sự hiểu biết. Tuy nhiên về vấn đề cha mẹ mà xử cái vụ này cũng như là đưa cái vụ này ra tòa đó, thì trên cái mặt lý đó thì nó đúng. Đúng ở cái chỗ như thế này, là bởi vì trước nhất á, là cái phía bên cha mẹ của Alex đã hứa là tới, nhưng mà rồi cuối cùng á, không tới. Vì không tới mà cũng không có một cái lời thông báo, cũng không có một lời xin lỗi, cũng không có bất cứ một cái trả lời trả vốn nào cho cái phía bị kia. Cho nên là cuối cùng về vấn đề tổn thất thì cái phía bên cái birthday của cái chú bé bạn của Alex bị tổn thất. Bị tổn thất tinh thần là một trong những vấn đề quan trọng, là bởi vì mình tổ chức một cái sinh nhật thì vấn đề mà mời những người bạn thân đó là một cái giá trị tinh thần. Và mình mời những người bạn thân vì giá trị tinh thần đó đó, là mình hy vọng người ta tới để chia sẻ cái niềm vui của mình. Nhưng mà không đến, không nói, không có bất cứ một cái dấu hiệu gì thì chứng tỏ rằng mình khinh miệt, cũng như là mình đã bỏ lơ, hay nói đúng hơn là không quan tâm. Mà không quan tâm là cái tội rất lớn, bởi vì nó làm cho cái người đang tổ chức đó feel guilty. Feel nghĩa là không có một cái gì đó là tốt đẹp. Cho nên đây là một cái điều làm đau cho cái phía tổ chức. Cái điều thứ hai nữa là cái phía tổ chức đó, họ vẫn đinh ninh là anh tới, cho nên họ phải đặt bàn, họ phải có những cái chiếc bus để mà mình chơi sky, rồi mình trượt tuyết, trượt băng, rồi phần pizza để ăn, vân vân. Cho nên cái điều này đó, nói ra đó thì nó nhỏ, là chỉ có vào khoảng $24, nhưng mà nó trở nên một cái tiền lệ để chúng ta thấy rằng đây là một cái điểm mà cần thiết phải làm cho mọi người ý thức được cái trách nhiệm với lời hứa. Bởi vì có những người đó thường thường hứa thì hứa rất nhiều nhưng mà cũng không có làm thực hiện bao nhiêu. Cho nên người ta mới nói rằng ai ơi, nếu hứa giữ lời, không nên thất hứa, người đời cười chê. Do đó vì cái tội mà thất hứa đó, cho nên quan tòa có thể xử phạt bà mẹ của Alex phải bù cho cái đương đơn là $24 theo cái yêu cầu tốn phí mà cái phía bên kia đã đưa ra. Tuy nhiên về mặt tình cảm đó, thì thật sự câu chuyện này nó lại là một cái vấn đề làm mất lòng cái vấn đề tình cảm, ở cái chỗ rằng một bên thì đinh ninh rằng mình tổ chức để có những cái sự vui vẻ hài hòa và tạo một cái sự thân thiện,
Nhưng mà bên kia đó, vì một cái lý do gì đó, có thể rằng có nhiều cái lý do mà chúng ta không đi vào cái sâu kín để mà biết được cái lý do đó nó như thế nào, để rồi cuối cùng vì quên, vì bận việc, vì tham hỏa, vì nọ vì kia mà không đến được. Thì vì cái số tiền cũng như là cái số bù về cái nỗi đau của mình á, mà làm mất đi một cái tình cảm rất lớn của đôi bên, thì cái điều đó cũng là một cái điều không thiệt lắm. Cho nên tòa quyết định cho phép cái chuyện này hai bên có thể hòa giải với nhau, có thể là vui vẻ bắt tay nhau và ăn một bữa cơm hoặc là uống một ly cà phê là xong. Thì đó là quan tòa đã xử đó thưa anh. Thưa quý vị, chúng tôi vào, quý vị có thể cùng với chúng tôi vào trong cái đài truyền hình NBC của Hoa Kỳ. Nó tường trình xong rồi nó có những cái phim video để phỏng vấn, rồi xong ở dưới này những cái ý kiến mà bàn loạn đã khao cào. Có thể là bên chống rất là quyết liệt, bên chống rất là quyết liệt. Anh bên á, chuyện bé tí làm gì lớn thế, tại sao mà không có, nếu mà thôi giờ này thường thường á là cái chuyện nó cũng nhỏ, thiệt hại nó cũng nhỏ, thôi thì bỏ qua đi, thấy không, làm vậy mất vui. Con cháu nó vô ra chẳng lẽ nó vô nó học, nó không nhìn mặt nhau, rồi bạn bè trong lớp nó lại cãi cọ nhau, không nên. Cho nên cái tính xề xòa cho thấy cái, một số người tính xề xòa cho thế này, cái chuyện nhỏ làm biết điều vậy, cái chuyện nhỏ làm sao mà xé to vậy, đúng không, cái chuyện nhỏ xé chi to thế, thấy không. Có, rồi có cũng cái lý do mà bên ấy, cái bảo vệ cho cái người không tới ấy, cái người sắp bị kiện ấy, thì cho rằng này nè, thời buổi giờ nó, nếu mà có những khán giả cho các, có những độc giả họ góp lời ý, họ nói là thời buổi giờ loạn đã cào cào họ mời nhiều lắm, nhất là một số người, tôi nói chuyện với một số người Việt Nam, nó ngay cái những cái dự đám cưới đó, có những người mình đâu có trong đời được, đâu có trước đây cái gặp ông lần trong cái bữa tiệc nào đó, tay bắt mặt mừng có lần thôi làm quen, tức khi đám cưới mình chẳng biết con không có mấy đứa, sống ở đâu làm nghề gì và chả bao giờ gặp lại. Bữa hôm nhận cái thư thiệp mời tới, mình lấy cái thư mở ra thấy cái thiệp mời dự đám cưới, nói không đi đó thì cũng ngại ngại, ta có công mời tới mà đi đó thì có quen biết gì đâu mà đi, đúng không, có quen biết gì đâu mà đi, mà đi đó mà không tặng quà coi được á thì mất mặt, mà đi mà tặng quà coi được á thì mình cũng đau lòng, cũng đau lòng rồi đó, đi mà không ở một buổi giữ từ đầu đến cuối mà nghe thân thích nhà bên kia, mình đâu cần biết cái thân thích nhà đó làm gì, phải bạn bè quen biết cho làm ăn đâu, mà ngồi đó tới từ 6 giờ chiều tới 11, 12 giờ đêm mới xong, mà mình ở có thể ở nhà làm việc khác. Chứ trong cái đời sống có những lúc mà ta mời nhiều quá, ta muốn buổi tiệc cái đông thôi, một đám cưới của người mà có tiếng tăm một chút á, họ muốn cả tổng người đến cho ta chứng minh sức mạnh là tôi là quen biết lớn, uy tín tôi to, và trong cái dịp cưới là tha hồ tân bốc của hai gia đình hai họ để show off với mọi người, để khoe trương mọi người rằng tôi là danh gia vọng tộc, đúng không. Cho nên cũng có những đám cưới, cũng có những buổi bạc thi, những buổi sinh nhật, những buổi thượng thọ mà cũng đặt cho cái người ở đây cái etiquette đầu tiên ấy, là cái phép đầu tiên ấy, phải nghĩ là mời ai, có đáng mời không, có nên mời không, đúng không. Mời vì người ta, mình quý người ta, hay mời ấy, vì mình muốn người ta đến để làm cái vật trang sức cho chính mình. Cái tôi đọc trong này, bên ngoài những cái câu mà đùa bông đùa qua lại, chửi qua chửi lại, nó bơm lại, thì nó có những vấn đề mà mình phải suy nghĩ. Mà không phải chỉ suy nghĩ cho cái cậu bé Alex này, và cậu bé, mà cái người của hai người trong cái câu chuyện này, mà suy nghĩ là từ đây về sau mình nghĩ mình có nên mời không, đến cái mức phải mời dự những buổi tiệc riêng tư gia đình không, thượng thọ, sinh nhật, hấp hôn, đám cưới con cháu, sinh nhật con cháu, có đến cái mức mà chúng ta phải mời những người trong danh sách này, chúng ta có cái second thought, có cái sự nghĩ là mình có làm phiền họ khi mình mời không, mình có lợi dụng cái tình bạn mình mời không, mình mời như vậy để làm gì, mục đích gì,
mục đích đó để cho đem lại niềm vui cho người người dự, hay là để cho họ tới vì mình muốn gây cho chính mình. Cho nên ở đây cái etiquette đầu tiên mà mình đọc cái message này ra mà sợ dĩ người ta bàn nhiều, họ nói cái đề này, họ không còn nói cái chuyện mà 25 đồng, 24 đồng, 15 đồng, 95 bảng 95, mà họ bàn trong cái chuyện này là etiquette, cái thuật giao tế, là tại sao phải mời. Ví đầu tiên ấy, về phía cái người chủ tiệc ấy, tại sao phải mời, mời vì lý do gì, mời bao nhiêu người, những ai nằm trong danh sách, vân 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 vân. Cái điều đó khiến cái điều đó quan trọng, bởi vì chúng ta cũng từng dự đám cưới mà quý vị hay chúng tôi cảm thấy cầm đám cưới về nói với vợ, nói với chồng, nói ủa ông thằng đó có quen biết đâu, ông với ông đó tôi thấy chả bao giờ gặp mặt, tôi cũng chưa biết họ là ai mà, đúng không? Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện không phải nhìn trong gia đình của cái bà trong trường hợp này, mà chúng ta lan rộng đang tí ra. Sáng nay ngồi quán cà phê tôi mang câu chuyện này nói anh em, anh nói nhìn đâu xa nhìn gần đấy thiếu gì là mình mời không đúng người. Việc đầu tiên là mời đúng người không đúng người, là cái việc xác định cái etiquette đầu tiên là mời có đúng người chứ. Thì tiên trách kỹ mà hậu mới trách nhân, đúng không? Kẻ sĩ là trách mình trước, trách người khác sau. Trách mình trước là mình mời cái đúng người chứ. Trong trường hợp này đó, cái bà mẹ của cậu bé đó, cái bà mà chúng ta đọc là Julie Lawrence đó, bà mời đúng người. Bởi vì thứ nhất, dùng cái chữ cậu Alex này là đứa bạn thân của con bà, đúng không? Bà chuẩn bị, bà prepare một buổi tiệc mà sự có mặt của một người là phải trả tiền, là bà trong ski center anh phải mua vé để đi vào. Chứ còn nếu tôi chuẩn bị tại nhà đó, tôi nấu nồi chè cho 4 người ăn, 6 người tôi múc ít một chút, 8 người tôi múc ít một chút, nó không gây thiệt hại, bởi vì cái nồi chè nó nấu giống nhau. Anh đến ít thì anh ăn nhiều một chút, mà nó nhiều thì ăn ít chút. Người ta đến vì vui chứ không phải vì ăn. Nhưng mà nó không gây cho cái gia chủ một sự thiệt hại, bởi vì anh tổ chức tại nhà. Còn đây mà tổ chức một cái bàn, ví dụ cái bàn tiệc anh đặt, anh đi với gia đình 4 người, đúng không? Ta dành 4 chỗ cho anh trong buổi tiệc, mà ví dụ ta quý trọng, ta đặt ở chỗ sát sân khấu, từ dưng lúc đó vắng, cái vắng nó khiến cho người gia chủ họ buồn vì thiệt hại. Thức ăn không ai ăn, bắn cái chỗ trống chỗ, vắng cái chỗ đó là nhiều người họ coi thường mình, họ không đi, không cứu tội cho người ta. Đứng cái phía gia chủ nó có cái tội của nó, đứng phía người mời nó có cái tội của nó. Cho nên cái etiquette đầu tiên mà chúng tôi gặp những quý vị bàn trong bên lề trong đời sống đó, và cũng bàn trên các hệ thống online rất là nhiều, dưới cái mục mình là bình là bàn comments của độc giả đó, thì họ nhắc tới etiquette và họ khuyến khích từ nay về sau những người gia chủ đó, những chủ đám cưới, hấp hôn, tân hôn, tiệc sinh nhật, thăng quan, tiến chức, bắt đầu tiên phải nghĩ ai là chúng ta phải mời, nên mời, không thể thiếu. Bởi vì có khi cũng tội người mời, họ bận lắm, họ không đi không được, họ phải đi, mà họ đi cũng tội cho họ. Cái điều nếu mà cái chuyện này mà không xảy ra cái cảnh mà gỡ đơn đòi tiền, biêu hóa đơn đòi tiền và không gánh ra đòi đe dọa ra tòa, thì câu chuyện này nó không bắt loài người suy nghĩ. Xưa nay 9 bỏ là 10 mà. Xưa nay cái chuyện mà xù, những cái buổi đi họp, đi ăn, đi uống, tiệc sinh nhật là chuyện hàng ngày, đám cưới chuyện hàng ngày, không có gì biết điều ở đây hết á. Nhưng mà cái chuyện nó bắt đầu từ cái chỗ bà này gỡ mấy cái hoa đơn, rồi sang cái etiquette khác, sang cái thuật giao tế khác. Có phải đứa nhỏ là cái người mà mang cái hoa đơn bà bỏ trong cái túi giỏ, cho bỏ trong cái cặp táp của đứa nhỏ đi học á, bỏ trong cái ba lô mới đi ăn đi học đó, có phải đó là cái phương tiện mà gửi bưu không? Hay là bà ra bưu điện bỏ một
cái hóa đơn, dán con tem gửi đường bưu điện cho bố mẹ đứa bé. Bởi vì ở đây đó, anh bắt đứa nhỏ bồi thường là không được. Mà đứa nhỏ không phải là người mang cái thư bồi thường đi về nhà. Mà đứa nhỏ là con nít, không thể do the business với đứa con nít được. Thì lại cái etiquette của cái bà, cái thuật giao tế của cái bà Julie Lawrence là làm cái việc đó qua trung gian đứa nhỏ. Là ta cho rằng cái đó cũng là điều không nên. Right? Đó cũng là cái một cái điều mà không nên. Trong những chuyện chống á, thì người ta có nói, có một câu nó nói rất hay này nè. Họ nói người Anh, người Mỹ quý vị nên học cái lịch sử người Pháp. Người Pháp ở dưới nó có cái chữ répondez, s'il vous plaît, là RSVP đó, là xin trả lời, là có tham dự không và bao nhiêu người. Nếu mà tham dự đó, thì gia đình của nhà Alex, nhà Nash đã trả lời tham dự mà. Người ta mới sắp cái chỗ cho anh. Cho nên đó, người Pháp có cái lịch sử của họ là họ cho cái chọn lựa. Là anh có, tôi là có ý tôi muốn mời anh. Nhưng anh đó, cũng phải tùy vào hoàn cảnh của anh. Có thể công tác, có thể bận biểu, có thể sức khỏe, có thể công việc, có thể giao tế khác. Anh có thể có những ưu tiên khác thì ngày giờ nếu rảnh thì đi với tôi. Mà không rảnh thì anh có thể viết cái répondez s'il vous plaît đó. RSVP đó là tôi bận ngày hôm đó, xin lỗi, đúng không? Hay là viết cái card chúc mừng, nhưng mà bận vì tôi đi không được, hẹn khi khác. Cho nên cái một số ngã bình này chúng ta không nên bắt chước cái lối văn minh của người Tây, là dùng cái card đó, cái dùng cái répondez s'il vous plaît và trả lời, hoặc là gửi cái card trả lời lại, mình cũng khỏi khó xử và bên kia cũng khỏi khó xử. Cho nên đó là thuật giao tế. Đó là thuật giao tế. Và có những cái ở đây trường hợp đó, thì gia đình của Alex, gia đình Nash này nó đã trả lời là dự. Mà cuối cùng anh không đi dự, mà anh không gọi, không báo cho bên kia biết. Thì khi mà gia đình Alex trả lời là tôi không biết, cũng muốn trả báo cho họ biết là tôi bận không đi dự được, vì đứa cháu nó phải thăm ông bà vào ngày hôm đó. Không? Nhưng mà cái bà Julie Lawrence, bà nói không hay, ngay cái dưới cái thư mời của tôi đó là có cái contact number, có số điện thoại và có địa chỉ. Họ muốn gọi tôi một tiếng, họ muốn gửi cái thư tới, họ muốn gửi cái email tới, lúc nào cũng được. Họ đâu có làm, đúng không? Họ gây cho tôi sự thiệt hại, họ gây cho tôi sự thất vọng, họ gây cho tôi sự đau khổ. Cho nên ở đây là một cái etiquette khác thứ hai. Etiquette hồi nãy mình nói phía bên kia là mời ai, mời thế nào, có đáng mời không, có nên mời không, có nên lợi cho ai thì phải nghĩ. Còn bên này đó thì họ cũng có cái lý do họ bên. Cái bà Julia Lawrence, bà trân trọng, bà mong muốn sự tham dự, bà đầu tư sự tham dự đó, và anh không đến dự và anh không trả lời. Cái lý do mà phía bên nhà Alex đưa ra là không trả lời, không tham dự đó, là bởi vì ngày hôm đó mới bận một cái buổi đi gặp gỡ với ông bà nội, ông bà ngoại gì đó của cậu Alex này. Thì có nhiều người nói, tại sao không chị, tại vì cùng một trường đó, ở lứa tuổi 5 tuổi thì họ ở một xóm nhỏ, họ cùng xóm, tại sao không lái xe qua, gửi cái card, gửi cái thiệp, bắt tay cái chúc mừng sinh nhật nhé. Hôm nay chú bận quá, bạn bận quá, tôi phải đi. Nhưng mà rất là quý, muốn tham dự ở lại với con thôi để năm tới nhé. Thôi cảm ơn con, rồi chúc năm nay mang lại gửi cái món quà nhỏ hay gửi một cái card nhỏ, chúc mừng. Đúng không? Cùng một xóm mà. Tại sao không làm như vậy? Cho cái etiquette ở đây đó, là etiquette là nuốt lời hứa, hay quên lời hứa, hay là vô tình, hay là hờ hững với cái nhiệt tình của người khác là điều đó không nên. Cái điều đó không nên. Câu chuyện này không phải câu chuyện hai đứa lớp 5 tuổi nó giao sử dụng. Đúng mà rồi. Câu chuyện của tôi, câu chuyện của Dũng, câu chuyện quý vị đang nghe, câu chuyện của mọi người. Đâu phải câu chuyện hai đứa 5 tuổi nữa. Nhưng mà ta phê bình
cả hai bên. Ở đây ta phê bình cả hai bên, chứ không phải phê bình một bên. Mà điều nói về cái khía cạnh etiquette, khía cạnh behavior, thái độ xử sự, khía cạnh của principle, những đạo, những cái vấn đề nguyên tắc sống trong 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 cái đời sống. Và cái điều nữa đó, khi mà bắt trả tiền thì có thể gọi điện thoại quan cứu hay gửi thư, cứu gửi thư về nhà: ông làm, ông bà làm tôi phiền lòng quá, tôi muốn ông bà đến dự, tôi muốn cháu đến dự, ông bà không đến dự tôi đã buồn phiền rồi, gây cho tôi một thiệt hại thêm một số tiền như vậy là điều đáng tiếc. Gửi thư như vậy thì ông bà Alex nói rằng, ông bà Nash nói rằng nè, nếu như mà bà nói có thiệt hại, bà muốn cái số tiền tôi hỗ trợ, số tiền bà bả thiệt hại, thì gia đình tôi cũng bằng lòng. Nhưng mà bà đòi đưa ra tòa, bà gửi bill kiểu đó đó, thì chúng tôi khó chịu quá. Thì người ta là chê trách cái bà Julie Lawrence này đó, là cái cách hành xử hậu sự. Ở đoạn đầu thì cái lời trách, lời quở về cái etiquette mà phép sự thế đó, phép lễ độ, thì họ trách cái gia đình người không dự. Nhưng mà hậu sự đó thì trách cái cách là sự thế của cái bà Julie Lawrence, gia đình của mẹ của đứa bé làm một tiệc sinh nhật 5 tuổi. Cho nên đó, là một cái điều nữa, ta nói cái đứa nhỏ sở dĩ câu chuyện này, hai đứa nhỏ nó phải học và các đứa nhỏ khác phải học và mọi người phải học, bởi vì người ta cho rằng anh đã có cái commitment, tôi commit mời anh thì tôi phải chuẩn bị sửa soạn để mà đón tiếp anh. Còn anh commit anh đi dự thì anh phải sửa soạn anh đến dự, anh cho con cháu tắm rửa, ăn mặc đồ đẹp, chuẩn bị đến đúng giờ, có chuẩn bị quà cáp, có chuẩn bị phong bì, anh phải đến đúng giờ. Cái xã hội nó chỉ đẹp khi có hai bên đều có giữ cái promise của mình, tôn trọng commitment của mình, tôn trọng những điều quyết tâm, điều hứa của mình. Bởi vì không thể sống xã hội mà tất cả mọi thứ muốn xấu thì xấu, hôn nhân muốn xấu thì xấu, đúng không? Lời hứa muốn xấu thì xấu, trong việc trách nhiệm bổn phận sự của mình trong công ty, ngoài xã hội, muốn xấu thì xấu, muốn làm muốn làm thì thôi. Xã hội không thể sống cái kiểu đó được. Cho nên cái trên các internet hàng triệu cái lời bàn mà tôi đọc qua chóng mặt, bởi vì họ nêu vấn đề là cái xã hội bây giờ rất cần thiết phải dạy cái môn công nhân giáo dục, dạy môn cách xử thế của người xưa, dạy môn cái văn minh lịch sự trong đời sống hay không, bởi xã hội nó đang ở cái mức độ bừa bãi của nó trước vấn đề này. Trả lời giáo sư. Dạ, vâng, cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam. Kính thưa quý vị, qua cái câu chuyện này đó, chúng tôi nhận thấy nó như thế này nè, là bởi vì trong cái thời đại của ngày hôm nay đó, chúng ta máy móc nhiều quá. Chính vì cái máy móc nhiều quá đó mà nhiều lúc người ta nói rằng chúng ta hiểu biết tường tận ở tận cung trăng, trong khi đó thì cái người hàng xóm của mình đó, sát bên vách đó, chúng ta chưa có hề biết là cái tên của họ là tên gì, thậm chí mà chúng ta biết là cái gia đình của họ như thế nào. Cái sự quan tâm trong hàng xóm mà trước đây chúng ta có ở trong một cái nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam đó, thì làng xóm nó trở nên một cái mối đại gia đình. Cho nên cái người này đau là người kia đau, cái người này có những cái chuyện mà vui vẻ hay là hỷ sự thì mọi người đều cùng nhau để mà chia sẻ những cái niềm hỷ sự. Câu chuyện này, kính thưa quý vị, dĩ nhiên chúng ta đưa cái câu chuyện này lên, và chính cái bà mẹ của cái người mà có cái sinh nhật này kiện bà mẹ của Alex, thì chúng tôi nghĩ rằng họ không phải vì 25 đồng, họ cũng không phải là vì cái sự kiện như thế này để mà tạo nên một cái vụ kiện. Nhưng mà có thể đây cũng là một trong những cái cách để mà họ làm cho mọi người cần phải lưu ý về những cái hành xử trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thưa quý vị, trong cái xã hội ngày hôm nay đó, đối với cộng đồng người Việt chúng ta cũng vậy, mà đối với Việt Nam của chúng ta trong ngày hôm nay đó, thì dường như chúng ta thấy cái hiện tượng mà nói là nhiều nhưng mà làm thì chẳng bao nhiêu. Bằng chứng đó, thưa quý vị, chúng ta thấy nhan nhản hàng ngày biết bao nhiêu cái sự kiện mà những cặp vợ chồng trước đây đã thề non hẹn núi, đã có những sự chứng kiến của ông bà cha mẹ, của tôn giáo, của các học đường và tất cả những cái lễ lọc của nhà thờ cũng như chùa, thì cái sự linh thiêng đó đó
nó bắt buộc con người cần phải giữ một cái chữ tín ở hàng đầu. Nhưng mà cái con số mà chúng ta thấy nhan nhản hàng ngày lên đến 35% mỗi năm đối với những cặp vợ chồng mới cưới trong vòng 1 năm cho đến 3 năm, thì thưa quý vị, con số đó nó càng ngày càng gia tăng, là một cái nỗi niềm đáng sợ. Bởi vì có người không cần, họ nghĩ rằng cái chuyện hứa là hứa cho vui, hứa là hứa cho qua chuyện, hứa là để cưới được vợ và chồng. Nhưng mà sau đó thì cái cách hành xử của họ nó thô lỗ, và rồi cuối cùng họ không nắm được một cái chữ tín, rồi họ đưa đến những cái chuyện ly dị. Đó là một trong những vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa, thưa quý vị, trong cái cuộc sống hiện đại đó, chúng ta đã thấy trước đây ông bà tổ tiên của chúng ta luôn luôn là những con người mà chúng ta quý mến. Sở dĩ chúng ta nhắc đi nhắc lại đến cái nền văn hóa cổ truyền là bởi vì trước đây ông bà chúng ta sống rất là thật. Thật là bởi vì khi đã hứa là nó giống như là đinh đóng cột, cho nên với cái câu là một lời hứa ra là sáu ngựa, nghĩa là tứ mã năng truy, tức là bốn con ngựa tìm cũng không ra được. Thưa quý vị, nói như vậy để chúng ta thấy được là cái lời hứa nó danh dự. Từ một cái đứa bé khi mà mới lọt lòng hay là còn trong bụng mẹ, cha mẹ hứa là sau này nếu là con gái thì anh với tôi á, có thể là hai đứa làm con gái với nhau, nó là chị em. Nhưng mà một đứa trai đứa gái thì chúng ta làm xui gia với nhau. Quả thật, cái lời nói đó, đó đã tạo nên những cái pho kiếm hiệp nổi tiếng, như là trong cái Thằng Điêu Đại Hiệp chúng ta cũng đã nghe đó. Mặc dù nó không có đạt được, nhưng mà nó cũng nói lên một cái tâm tình của những cái sự hứa hẹn, và cuối cùng cần phải thực hiện được điều đó. Trở lại với công chuyện là nó xảy ra ở tại Plymouth, tại bên nước Anh. Những cái câu chuyện này nó đã làm cho chúng ta giật mình để nhìn lại. Quả thật, với cái tư cách của một người đang sống ở trong một cái xã hội như thế này, tôi thì tôi nhìn với một cái khía cạnh tích cực là cảm ơn cái câu chuyện này. Dĩ nhiên chúng ta cảm ơn là gì sao? Là bởi vì thật sự thì cái cuộc sống hàng ngày đó, cái chuyện mà thất hứa, rồi cái chuyện mà mọi người hứa hẹn nhưng mà vì một cái chuyện gì lớn hơn quay đi, không có gọi điện thoại, không có nhắc nhở, hoặc là kể cả cái vấn đề mà đám tiệc, nhất là những vấn đề đám tiệc rất là quan trọng, là tôi sẽ đến hứa một bàn, hai bàn, một người, hai người, nhưng mà cuối cùng cũng không có một cái lời trả lời, mà cũng không có đấy, gọi là biệt vô âm tín, không có nói gì hết, mà vẫn cứ nghĩ rằng cái chuyện đó nó bình thường. Cho nên qua cái câu chuyện này, nó giúp cho chúng ta thấy lại là những cái hành động đó quả thật là một hành động đáng lên án. Là bởi vì cái khổ chủ mà tổ chức những cái buổi lễ lạc hay là đám tiệc đám cưới đó, họ hy vọng mình đến với cái sự chia sẻ. Dĩ nhiên chúng ta phải mở ngoặc chỗ này đó. Có những cái đám cưới mà chúng ta mời nhiều quá, giống như Nguyễn Xuân Nam nói đó, thưa chúng tôi đã có từng đến những cái đám cưới hàng ngàn người, 700 người, 70 bàn. Nhưng mà hỏi ra thì người nọ cũng biết sơ sơ, hay nói đúng hơn là nhiều lúc đi nhà thờ, đi chùa gặp nhau chào một cái, rồi lấy địa chỉ, rồi từ đó là có một mối quan hệ chuẩn bị để gửi thiệp cưới. Thì cái chuyện đó chúng ta phải tránh. Chúng ta phải nhìn lại là người nào được mời, nên mời hay không nên mời. Thì cái chuyện đó nó thuộc về một cái luật bài mà chúng tôi nhờ Nguyễn Xuân Nam tìm thời gian chúng ta sẽ có khai thác cái chuyện đó. Nhưng mà còn cái chuyện này đó, chúng tôi nói trở lại với cái chuyện này, và chúng ta đi thẳng vào cái đề tài này đó, thì thưa quý vị, chúng ta phải lấy đây là một bài học. Bài học thứ nhất là khi chúng ta đã nói một cái lời gì với người khác, thì thưa quý vị, chúng ta cố gắng gìn giữ cái lời nói này và thực hiện cho bằng được. Nhưng mà trong cuộc đời này nó có nhiều cái vô thường mà chúng ta không thực hiện được. Nhưng mà không thực hiện được không có nghĩa rằng chúng ta làm thinh. Không thực hiện được thì cái chuyện đó cũng không ai oán trách. Nhưng mà chúng ta cũng phải có trách nhiệm đối với bản thân. Chúng ta phải có trách nhiệm đối với cái lễ lọc của người khác. Chúng ta phải có cái bổn phận mà trả lời rằng tôi đã hứa với anh là cái ngày đó tôi đến, nhưng mà vì cái chuyện nọ, vì cái chuyện kia nó quan trọng, nó gấp rút hay là nó bị bệnh hoạn, tôi không đến được, xin lỗi anh, hoặc là tôi sẽ có một cái gì đó để mà bù đáp lại. Thì cái điều đó nó là một cái câu chuyện người ta chỉ muốn tới đó mà thôi. Cho nên 46 triệu cái lượt comment mà chúng tôi nghĩ rằng sau cái ngày này nó còn nhiều nữa, thì chắc chắn là đây là một cái tiếng chuông đánh mạnh vào trong cái tỉnh thức để mọi người thấy rằng nhiều lúc chúng ta sống quá, nghĩa là thờ ơ và sống cho mình thôi. Cái gì được mình thì được, còn không được thì thôi, còn cái chuyện của người khác thì mặc kệ. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là quan tòa thì nên xử phần thắng về cái phía người thiệt hại, để làm gương cho những kẻ khác rằng mặc dù nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà khi chúng ta cần thiết đã hứa là phải giữ lời, dù bầu trời có sụp trên đôi vai của chúng ta.
trở lại với đường số 5. Anh biết tôi đọc cái này xong á, tôi cũng phải đâu cảnh giác chính tôi nữa. không phải mình cảnh giác chính mình nữa. Bởi vì từ một câu chuyện nhỏ là đi dự bữa tiệc sinh nhật, nhưng mà thành một cái chuyện lớn là cả những tờ tạp chí và truyền hình lớn nhất thế giới đang nói, mà nói kinh hoàng động địa, chứ phải nói chơi. Quý vị chỉ cần vào trong Google đánh no show fee thì quý vị sẽ thấy là cái sự bàn tán nó kinh hoàng như thế nào. Nhưng mà đã đi thế này, cái người Việt mình đó, có nhân đây cũng nói một vài đôi chút cái chuyện mà cái etiquette của người Việt, lối sống người Việt. Xưa nay mình đó, chuyện lớn là khóa nhỏ, chuyện nhỏ là khóa không, đúng không? Cái chuyện cho nên có lẽ người Việt mình chưa bao giờ thấy trường hợp này. Mình chuyện lớn khóa nhỏ, chuyện nhỏ khóa không. Nhưng mà trong cái chuyện này đó thì nó chuyện nhỏ hóa lớn, chuyện bé xé ra to, chuyện bé xé ra to. Nhưng mà cái xé to này có lý không có lý đó, thì tôi giật mình. Nó coi câu chuyện này đó, quý vị cùng chúng tôi bắt chước một câu chuyện này như một công án đó, tiếng Nhật gọi là kuan, là công án, là bài tập, không? Một bài tập của thiền tông. Tại vì ngày xưa cái người ta đi tập cái thiền tông đó, người ta dùng một cái bài tập nào đó để ta chứng ngộ được cái lẽ trời đất, cái lẽ sống, cái lẽ nên làm, nên giác ngộ được cái điều đó, right? Trong cái cuốn mà thiền sư Muji của Đỗ Anh Đồng dịch đó, Cấp Nhà Khắc Đá, thì giáo sư Dũng thấy tôi để cổ mà bờ sông rồi em mang về chùa làm gì. Những câu chuyện như vậy thực sự nó rất là bình thường, nó bình dị lắm, nhưng mà nhờ những câu chuyện nó đấm cái bắp trong cái tỉnh thức của mình ấy, để mình thấy được vấn đề lớn hơn. Ví dụ cái chuyện đứa nhỏ này không dự buổi sinh nhật, bình thường, not big deal, chuyện nhỏ. Nhưng mà khi luận bàn nãy giờ mình thấy rằng nó, mình, tôi và giáo sư Dũng cũng học, phải học từ cái chuyện này. Và ở đó có thể sáng nay chúng nó nói chuyện quán cà phê với anh em, đều nói đó, điều mà nói cái Việt Cộng ngày xưa sau năm 75 họ liên hệ bản thân ấy. Thì thấy anh nào cũng nói cũng bị cũng ít nhất một lần trong đời mình có trường hợp này, hơn một lần trong đời. Cho nên nó gọi là etiquette, nó là cái thuật xử thế, đó là phép lịch sự. Chúng ta nên một cái điều nữa, một số anh em sáng nay quán cà phê nói, chúng tôi nói lại thôi. Anh em nói cái người Việt mình khó hiểu lắm, mình không có cái lối nói thẳng. Ví dụ như ê Dũng, ngày mai nhà tao có dỗ nha, ghé chơi. Dũng không yes, mà ông không no, nở nụ cười. Cái nụ cười, có nhiều cái nụ cười nó khó hiểu đến cái mức là không biết nó yes hay no nữa. Và người ta có thể quyền hy vọng đó nó không no chắc mai đến dự để giữ ghế cho nó. Nông đến là thằng khỉ bưng qua hứa mình chịu đến. Cho nên cái người Việt mình không biết nói no. Cho nên có lúc đó, chúng ta phải có cái rành mạch trong cái câu trả lời, hoặc yes hoặc no, chứ không phải nửa yes và nửa no. Nhưng mà còn cái khó hiểu là con gái nó có là không nữa chết. cái đó là Dũng cái kinh nghiệm. cho nên đó, chúng ta sẽ trở lại trong dịp khác để bàn về một số cái sự mà khó đoán của người ngoại quốc khi giao tiếp với người Việt của mình, nó như thế nào, và nguyên nhân của những cái điều đó nó đến từ văn hóa chỗ nào. Được vậy, chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi quý vị, và từ đây về sau chúng ta thêm cái mục theo giáo sư Dũng đề nghị là cái mục là ngày xưa nó có cuốn thuật sử thế của người xưa, right? Trước năm 1975 có cái thuật sử thế người xưa, phải có cuốn sách đó, phải không? Vâng, có cuốn sách. Thì trên cái truyền hình galitoday.com quý vị cũng sẽ có thêm cái mục nữa để cho quý vị cùng tham khảo, chúng ta cùng bàn luận. Đó là thuật sử thế. Là cái kỹ thuật sống. Đặc biệt là khi chúng ta sống tại nước Mỹ, là chúng ta đụng chạm với hai cái lối sống Đông và Tây, thì cái thuật sự thế trong cái môi trường đó như thế nào. Chúng tôi không có dám mạo muội để đem quý vị một lời khuyên gì hết, nhưng mà chúng tôi bàn thôi, đem lại quý vị một diễn đàn để nơi đó chúng ta cùng bàn bạc. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có nhiều tham dự viên trong cái chuyện, trong một thuật sự thế này. Và trước hết xin cảm ơn sự lắng nghe tất cả quý vị, và cảm ơn sự lắng nghe của giáo sư Dũng, bởi vì đây là một đề tài và chúng tôi nghĩ là nó là, như giáo sư Dũng nói từ đầu, nó là food for thought, thực phẩm để suy tưởng.
và quý vị có thể đem câu chuyện nó bàn trong nhà, bàn trong với những người làm việc cùng. Chúng ta thấy rằng đề tài này rất là thú vị. Cảm ơn sự lắng nghe tất cả quý vị và cảm ơn giám sư Dũng. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị.